Dạ, chào các bác quay trở lại với kênh xe đạp Phong Tuyền. Có địa chỉ là 67 xã Khánh Nha, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại của em là 0936525998. Số này thì em có kết nối cả Zalo các bác nhé. Hôm nay thì em lại đang có một cặp bánh carbon để gửi đến các bác tham khảo. Đây là cặp bánh Vision, một thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ nước Mỹ các bác nhé. Sau đây em đi vào chi tiết cặp bánh này để các bác tham khảo. Đây là cặp bánh Vision. Đấy, Vision. Dòng này là dòng Vision Metro 55SL các bác nhé. Bản này nó cao 5,5 phân. Carbon này của nó này, cao 5,5 phân các bác nhé. Và bánh sử dụng vỏ ruột giờ. Cặp bánh hôm nay em bán ấy sẽ có tặng kèm cho các bác một cặp vỏ Banazasu. Đây là cặp vỏ của Nhật, made in Japan, 700x25C các bác nhé. Dòng này là dòng thắng zin. Đây, cái má phanh của nó đây các bác này. Bánh rất là mượt các bác nhé. Đây là một cặp bánh rất chi là mượt luôn. Chạy nó trơn lắm. Thực tế thì em đã trải nghiệm cái cặp bánh này cũng khá là nhiều rồi. Đấy, cặp bánh này thì nó về cái đợt cuối tháng 11 ấy. Đấy, nhưng mà em chạy cái cặp bánh này em thích quá nên là em cứ để em chạy. Em chạy, em trải nghiệm, em chơi. Đấy. Mai thì lên sóng chia sẻ lại cho các bác. Vision Metro 55SL bản 5,5 các bác nhé. Đấy. Và cái cặp bánh này thì nó sử dụng cối 11, dùng được cho Shimano và Esam các bác nhé. Shimano và Esam cối 11, bác nào đang sử dụng những cái bộ group 10 lít các bác cho miếng đệm vào. Bên này bánh này thì bên Nhật thực tế là người ta sử dụng rất chi là ít. Đấy, các bác nhìn cái đầu cối của nó đây, cái mỡ này, cái mỡ đây các bác này. Đấy, cái mỡ của nó còn rất chi là nhiều các bác nhé. Cái này thì nó sẽ có hai tác dụng, một là chống nước, hai là nó sẽ khi mà mình chạy cái mỡ nó hút vào trong. Đấy, nó bảo dưỡng cho cái bạc đạn ở cái cối này luôn. Cối này cối nhôm các bác nhé. Đấy, để em test thử cái độ trớn và cái tiếng nổ của cặp bánh này. Bánh rất trớn các bác nhé. Đấy, cặp này nó nổ khá là hay, tiếng nổ nó hay lắm. Đấy, những cái cặp bánh thương hiệu thì cái tiếng nổ của nó nghe nó sang lắm các bác ơi. Vision bản này 5,5 các bác nhé. Cái này bác nào đang có những cái chiếc xe mà nó có cái bộ khung bản nó lớn một chút thì các bác lên cái cặp bánh này thì em nói thật các bác là nó đẹp lắm các ơi, rất chi là đẹp và bánh chạy rất trớn các bác nhé. Cái này thì nó sẽ thiên về tốc độ. Đấy, bác nào mà thích chơi tốc độ cao thì các bác lựa cái cặp bánh này cho em. Đó. Carbon còn rất chi là đẹp các bác nhé, má của nó cũng thế, rất đẹp, tất cả là zin nguyên bản hết các bác nhé. Mặt bên trái của nó đây các bạn này. Lốp Banazasu. Bánh rất đẹp các bác ơi. Rất đẹp và rất trơn các bác nhé. Thực tế là em đã trải nghiệm, đã chạy thử. Tì bật zin nguyên bản của Vision này các bác này. Vision. Đây thì nó sẽ có số series, có mã code, đó, đầy đủ hết các bác nhé. Đấy, cái dòng này thì em nghĩ nó là bạc đạn ceramic các bác ơi. Tại cái thằng này nó chỉnh côn đúng như kiểu là những cái cặp bánh của Kamba các bác. Kamba full chrome, nó cũng chỉnh côn như thế này. Đấy. Cái bạc đạn mà nó chỉnh côn như thế này, cái thứ nhất ấy, nó rất là bền và nó rất là trớn các bác nhé. Đấy, thằng Kamba bạc đạn ceramic hoặc là bạc đạn Besamic của nó cũng thế, nó chỉnh kiểu như thế này. Đó. Và cái bạc đạn của nó rất là bền các bác nhé. Bạc Kamba thì mỗi cái nó đắt thôi. Đấy, đây. Bánh rất là trơn. Đấy. Đấy, cặp này thì nói chung là em cũng là một
người cũng có niềm đam mê vào xe đạp, cũng tập thể dục bằng xe đạp. Nói chung là em thì ở quê thì nó không có đồng đội, thường thường là Nguyên chạy solo một mình. Cặp này có lúc là em đã kéo được lên đến 51 này các bác này. Đấy, 51 các bác nhá. Tốc độ đã lên đến 51 rồi. Đó. Những cái cặp bánh phải nói là thật sự là nó trớn. Nó trớn thì các bác mới kéo được lên những cái tầm như thế. Có nhiều những cái cặp bánh nhìn nó rất là đẹp. Nhưng mà thực tế là các bác chạy nó rất là nặng các bác nhá. Nhưng mà cái cặp bánh này thì nó cho các bác là cái độ trớn rất là tốt các bác nhé. Đây. Đây là cái bạc đạn đằng trước của nó đấy các bác này. Đấy. Bạc đạn đằng trước đây các bác này. Đó. Carbon cũng rất là đẹp. Và cặp này thì giá nó cũng rất là hợp lý để các bác chơi. Giá rất là hợp lý các bác nhé. Tì bật. Xin nguyên bản luôn. Đó, đây nó chỉnh côn cái bạc đạn của nó đây. Đấy, nó chỉnh côn đúng như là thằng Camba các bác nhé. Đấy. Rất đẹp. Đấy, chỗ này thì nó có cái tem, chỗ này nó bị xước một chút tem này các bác này, xước chút đây các bác nhé. Đó, đây nó xước ở cái tem này thôi. Cái tem này nó bằng đế can nó dán vào. Đấy, nó bị xước một chút. Còn cái chân lan cái thứ tất cả là zin nguyên bản còn rất là đẹp. Chưa có đụng chạm gì các bác nhé. Đấy. Cặp này nó rất là xứng đáng để các bác đầu tư đây các bác này. Bác nào thích chơi tốc độ cao. Các bác chơi cặp này chưa? Đảm bảo là không làm các bác thất vọng. Bản này nó 5,5 phân. Đấy. Mà chạy nó rất là nhẹ các bác nhé. Đấy. Rất là trớn luôn. Em thì nói chung là bánh thì em cũng va chạm cũng bán khá là nhiều. Đấy, có những cái dòng bánh cả cái bản 4,5 phân mà chạy nó còn nặng hơn là cái bản 5,5 phân này các bác nhé. Đấy, thực tế là những cái cặp bánh đấy thì nó không trớn. Nó không trớn. Nó cũng do là thiết kế nữa các bác ơi. Dòng này thì nó chạy, nó thiết kế, nó thiên về tốc độ. Đấy. Nó chạy nó quăng, còn nó rất là trớn các bác nhé. Đấy, cái bạc đạn của nó đây các bác này. Nếu mà em cứ giữ để cho nó quay cái này thì nó quay mỏi tay luôn. Đó. Cứ quay vậy thôi các bác ơi. Đấy. Đấy. Rồi. Đấy, em chỉ tiếc mỗi cái là cái chỗ này nó bị xước chút. Cái gì nó va quẹt vào nó xước một chút tem này các bác này. Còn lại là hoàn hảo hết các bác nhé. Phần carbon của nó còn rất là mới. Carbon rất mới. Cái dòng Vision này thì những cái thương hiệu ví dụ như là Bianchi này hoặc là Merida, người ta sử dụng cái dòng bánh Vision này rất là nhiều. Hay giáp xe cái dòng này. Merida thì đội đua Bahrain các bác. Người ta cũng dùng cái dòng bánh Vision này để đi đua ở những cái đấu trường lớn, ví dụ như Tour de France hoặc là của Ý các bác. Ở Ý thì có giải Giro, nó cũng lớn như cái dòng như cái giải của Tour de France của Pháp vậy. Merida thì người ta cũng dùng cái dòng bánh này. Cái bánh này thì nó nằm ở trong cái phân khúc ngoài 20 triệu các bác nhé. Bác nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ với em số điện thoại 0936525 998, số này em có kết nối ở Zalo. Rồi em cảm ơn các bác đã ủng hộ theo dõi kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Em chào các bác.